Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 16 câu 13 đến câu 19. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em, anh em nói thầy là ai? Ông Simon Peter, thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều ấy nhưng là cha của thầy đến ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là phê -rô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Kính thưa Cộng đoàn, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ hai vị thánh tông đồ của hội thánh, thánh Phêrô và thánh Phaolô. Nhà văn Oscar Wilde có nói: không có thánh nhân nào mà không có quá khứ và cũng không có tội nhân nào lại không có tương lai. Thật vậy, khi chúng ta nhìn vào tiểu sử của hai vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay, chúng ta thấy các ngài có những lúc yếu đuối, lỗi lầm, xong các ngài đã biết sửa sai, làm lại cuộc đời. Thánh Phêrô còn gọi là simon là một con người ít học sinh sống bằng nghề chài lưới khi được thầy giê xu kêu gọi là môn đệ thì liền lập tức bỏ lại mọi sự mà theo thầy trong quá trình theo chúa ông tỏ ra nhiệt thành và năng nổ bộc trực năng nổ cộng với cái sự cậy mình ta đây khiến ông hay vướng vào sai lầm cụ thể là ông đã ngăn cản thầy đừng lên jerusalem để chịu khổ nạn chịu chết để chuộc tội cho thiên hạ trong cuộc thương khó của thầy vì sợ liên lụy nên ông đã chối thầy đến ba lần nhưng sau ba lần chối ý ông đã ăn năn khóc lóc hối hận vì những việc mình đã làm đối với thầy và từ đó ông không còn từ cao, từ đài và cậy mình nữa. Ông không còn để cho cái tôi kiêu hãnh chi phối hành động của ông. Ông đã đặt trọn niềm tin và vâng lời tuyệt đối vào Thầy Giêsu Chí Thánh. Chính vì thế mà Đức Giêsu đã đặt ông làm đầu thay ngài để mà xây dựng cũng như bảo vệ hội thánh từ thuở sơ khai. Cuối cùng ông cũng đã hy sinh mạng sống để bảo vệ niềm tin vào Thầy Giêsu ông xin chịu đóng đinh ngược vì nghĩ không xứng đáng được như thầy. Thánh nhân có câu nói bất hữu, lạy thầy, con bỏ, bỏ thầy con biết theo ai? Chỉ có thầy mới có sự lời ban sự sống đời đời. Doan chương 6 câu 68 Ngược lại, Thánh Phaolô Lô là một trí thức. Ông trung thành với truyền thống do Thái giáo. Ông chống đối Đức Giêsu và ra tay bắt bớ những kẻ theo Ngài. Cụ thể là ông đã ủng hộ việc người Do Thái sát hại Thánh Stefano. Nhưng về sau, chính Thầy giê -xu đã dùng biến cố ngã ngựa khi ông trên đường đi đến đa Mát để thu phục ông. Kể rồi từ đó, ông đã thay đổi hoàn toàn. Ông trở thành tông đồ của dân ngoại, buôn ba khắp nơi rao giảng tin mừng. Để cuối cùng ông bị vua Nero giết bằng cách chặt đầu vào khoảng năm 67. Thánh nhân có những câu nói rất hay. Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Galat chương 3 câu 20. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô phải chăng là gian trân khốn khổ đói rách hiểm nguy bắt bớ gươm giáo? Roma chương 8 câu 35. Chúng ta thấy với nhiều khác biệt Hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ được liên kết lại để bổ túc cho nhau, làm cho nền móng của giáo hội được bền vững. Động lực liên kết các ngài lại với nhau chính là việc mở rộng nước Chúa. Với cái nhìn trên đây, giúp chúng ta thêm tin tưởng hơn vào Chúa trong việc bảo vệ, xây dựng và phát triển giáo hội. Thật thế, giáo hội là hình ảnh của sự quy tụ, sự hiệp thông và liên kết. Giáo hội là khí cụ kết hợp của Chúa với nhân loại. Trong giáo hội có yếu tố thiên chúa cũng có yếu tố của nhân loại. Có người nhân đức cũng có người tội lỗi, có phẩm trật và cũng có thành phần dân thiên chúa. Giáo hội vừa trung thành với truyền thống, vừa phải đổi mới cho thích hợp với lịch sử và từng thời từng nơi. Giáo hội cũng vừa củng cố đức tin cho người có đạo lại vừa truyền bá đức tin cho người ngoại đạo. Nếu chúng ta biết liên kết những cái điều khác nhau trong giáo hội và trong nhân loại một cách đặc điểm, đặc biệt với cái sự quan trọng trong Kitô tô giáo. Bởi vậy, trong giây phút này chúng ta cũng dừng lại một chút để chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong giáo hội. Mặc dù có những sự khác biệt trong lòng giáo hội, nhưng chúng ta vẫn có thể liên kết để trở thành một nên một để ước nguyện của Chúa sẽ nên một sự thật. Xin cha cho mọi người được hợp nhất trong chúng ta để thế gian nhận rằng, biết rằng cha đã sai con. Với trang tin mừng ngày hôm nay, <laughs> chúng ta thấy thánh tử Matthew, thánh sử Matthew thuật lại việc thầy Giêsu hỏi các môn đệ của người xem thiên hạ nói về người. Các ông thưa, kẻ thì nói Doan tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người là cho ông là Jeremiah hay là một trong các ngôn sứ như vậy đồng thời với đức giêsu không một ai có cái nhìn đúng đắn về ngài cả có lẽ đây chỉ là tiền đề cho một câu hỏi khác của thầy giêsu câu hỏi mang tầm vóc quan trọng và cụ thể hơn dành cho các môn đệ còn anh em anh em bảo thầy là ai ông simon phêrô thưa thầy là đấng kitô con thiên chúa hàng sống và chúng ta thấy câu trả lời của ông simon phêrô làm đức giêsu hài lòng Đức Giêsu liền khen này anh Simon con ông Jonah anh thật là có phúc vì ông không phải là phạm nhân mà khải cho anh điều này nhưng là cha của thầy đấng ngự trên trời và rồi ngay sau đó Đức Giêsu đã chính thức trao cho thánh Phêrô một trọng trách vĩ đại là làm đầu của hội thánh với quyền thế mở cửa nước trời quyền tha thứ cũng như cầm buộc anh là Phêrô nghĩa là tảng đá trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi thầy trao tranh chiều khóa nước trời dưới đất anh cầm buộc điều gì trên trời cũng cầm buộc như vậy dưới đất anh tháo cởi điều gì trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy kính thưa cộng đoàn mầu nhiệm nước trời là sự quan phòng của thiên chúa tuyệt vời chúa đã dùng con người xem ra bất toàn và yếu đuối có khi là chống đối chúa nữa nhưng Chúa cảm hóa để hướng dẫn rồi cuối cùng trở nên những trụ cột hết lòng xây dựng hội thánh. Chúng ta thấy thời cụ ước các ngôn sứ đã tiên báo về đấng Messiah được Thiên Chúa sai đến để cứu chữa nhân loại. Mấy ngàn năm dân Do Thái đã mong chờ, nhưng khi Đức Giêsu đến, đấng của Messiah Thiên Chúa đến thì họ không chấp nhận. Họ cho rằng là ông tiền hô đã giới thiệu tỏ tường về Ngài. Dù rằng do an tiền hô đã giới thiệu thế nhưng rồi người ta vẫn không tin herod thì thắc mắc dân do thái thắc mắc ông giê xu là ai thánh phaolô ngã trên đường đa mát cũng hỏi ngài là ai chúa giê xu hỏi và rồi ngày hôm nay chúng ta thấy thánh phêrô đã tuyên xưng niềm tin của ngài với lời tuyên xưng của thánh phêrô chúng ta thấy ngài thật là có phúc ngài là trung tâm của đức tin Kitô giáo để có thể nảy sinh ra trong tâm thức của con người là tin vào Đức Giêsu Kitô. Và chúng ta thấy ngày hôm nay nói thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hàng sống xem chừng ra ai cũng nói được cả. Thế nhưng sống cái niềm tin ấy trong cuộc đời của mình nó lại khác lắm. Người ta ngày hôm nay, ngày hôm nay người ta không còn tuyên xưng Đức Kitô và sống Đức Kitô là Chúa trong đời của mình nữa người ta chỉ nói bằng cái miệng thôi. Bởi vì chúng ta thấy ngày hôm nay xem chừng ra người ta nhạt nhẽo với Chúa lắm. Người ta đến nhà thờ cho nó xong, người ta giữ đạo cho nó xong, chứ người ta chẳng có một cái tâm thức gì về Chúa, người ta cũng chẳng có yêu mến Chúa một cách thật sự, người ta chẳng có tuyên tín và sống cái niềm tin ấy thật sự đâu. Mỗi chúng ta cũng vậy thôi. Nhiều lần nhiều lúc chúng ta cũng tuyên xưng Đức Kitô ngoài miệng nhưng mà trong lòng chúng ta không có và nhất là cái hành động của chúng ta, chúng ta không diễn tả một Đức Kitô sống trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta. Ngày hôm nay khi mừng lễ Thánh Phêrô Phaolô tông đồ, chúng ta dừng lại để chúng ta nhìn lại niềm tin của chúng ta, chúng ta có tuyên tín Đức Kitô là Đức Kitô hàng sống thật sự hay không? Khi mà chúng ta tuyên xưng như thế, chúng ta cần phải sống, chúng ta phải cần hành động chúng ta diễn tả bằng cái đời sống của chúng ta xin chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta diễn tả cái lời tuyên xưng cái niềm tin của chúng ta bằng đời sống thiết thực của chúng ta